Ồ, xin kính chào quý con trở lại kênh nông nghiệp của Tính ha. Thì để Tính chia sẻ thêm cái vụ mà sổ nhị sau mùa mưa nè. Nói với cái nhãn di đo này quý con thấy không? Hiện nay thời tiết miền Nam mưa rất nhiều. Mưa rất lớn luôn. Nói chung là cây nhãn di đo này sổ nhị á, quý con vẫn phun thuốc đàng kỹ đàng hoàng ha. Chứ không phải không phun được, không phun chắc không còn trái nào quá. Vẫn phun bình thường như Tính đi nè. Coi đậu đâu trái này quý con thấy không? Hiện tại là mưa bão vô không giờ mấy ngày liền rồi. Cái này được nắng nắng quý con ơi. Đậu trái nè, liệt liệt cây luôn. Con thấy không? Quá trời luôn. Để Tính chia sẻ với con ha, thì đang trong lúc sổ nhị này nè, bên của Tính có hai sản phẩm gọi là chuyên biệt. Đặc trị sổ nhị ngay trong mưa mà giữ được trái ngon lành, đất ướt hết trơn là quý con sử dụng sản phẩm bịch ba ba con ha, 300 g với canxi bo sữa kẽm hai thứ à, quý bà con cộng lại cứ nửa gói ba ba con với nửa chai canxi bo hoặc một chai canxi bo luôn cũng được, cộng vô phun nhãn lúc lên sổ nhị nè, tuyệt đối không cộng thuốc sâu ha. Nè con thấy không? Nhãn đậu nè. Đậu trái liệt liệt cây luôn. Như vậy chịu khó phun cho Tính ha, không phun thì tỷ lệ đậu nó không cao, không có gì để đâu mình ăn đó. Nè. Quá trời luôn. Ôi, cảm ơn quý con theo dõi kênh của Tính ha.